Tình trạng Lâm Chí Dĩnh sau 2 ca phẫu thuật nối xương. Sau vụ tai nạn giao thông, xương cánh tay và bả vai của Lâm Chí Dĩnh bị tổn hại nặng, phải phẫu thuật điều trị. Ngày 3 tháng 8, Suho đưa tin Lâm Chí Kiệt, anh trai Lâm Chí Dĩnh thông báo tình trạng sức khỏe của nam diễn viên sau 8 ngày nằm viện điều trị vì tai nạn xe hơi. Lâm Chí Kiệt cho biết ngôi sao Thiên Long Bát Bộ vẫn trong tình trạng an toàn, phục hồi tốt. Theo Lâm Chí Kiệt, do quy định thăm nuôi nghiêm ngặt trong thời dịch Covid-19, anh vẫn chưa gặp được Lâm Chí Dĩnh. Người mẫu Trần Nhược Nghi một mình chăm sóc chồng những ngày qua. Lâm Chí Kiệt cho biết Trần Nhược Nghi gầy gò vì mất ngủ, ăn uống thất thường và tâm lý lo âu. Hai bên gia đình lo lắng cho em dâu, Nhược Nghi đau khổ và cực nhọc sau khi Chí Dĩnh gặp nạn. Em ấy vừa giúp chồng phục hồi ở bệnh viện, vừa phải chăm sóc ba con nhỏ, Lâm Chí Kiệt nói. Bác sĩ của bệnh viện Trường Canh xác nhận Lâm Chí Dĩnh vượt qua giai đoạn đầu điều trị chấn thương. Nam diễn viên đã được đặt đinh thép để cố định xương bả vai và vai bị gãy. Xương mất khoảng 3 tháng để lành lại và Lâm Chí Dĩnh có thể tiếp tục theo đuổi đam mê đua xe. Riêng với phẫu thuật tái tạo gương mặt và khôi phục diện mạo, Lâm Chí Dĩnh mất 1 năm để phục hồi. Anh sẽ được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Kỹ thuật cho phép mô phỏng chính xác gương mặt nam diễn viên và chỉ giải phẫu một lần. Phần khung xương mới, thế chỗ bị vỡ, được tạo ra nhờ lớp bột titanium, titan gắn kết với nhau bằng tia laser. Sau đó, phần mặt titanium được ghép nối với nửa xương mặt còn lại của Lâm Chí Dĩnh và được phủ một lớp khoáng để xương có thể phát triển. Lâm Chí Dĩnh và con trai Chan Son gặp tai nạn giao thông tại đường phố Đào Viên ngày 22 tháng 7. Nam diễn viên bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Cảnh sát tạm thời chưa lấy lời khai vì sức khỏe Lâm Chí Dĩnh không đảm bảo. Lâm Chí Dĩnh hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cánh tay. Tuy nhiên, để nam ca sĩ 47 tuổi hồi phục, cần 6 đến 1 năm để phục hồi khả năng vận động sau vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng vào tuần trước. Vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng hôm 22 tháng 7 đã khiến Lâm Chí Dĩnh gặp đa chấn thương. Nam ca sĩ vừa phải phẫu thuật để gắn một thanh titan vào cánh tay. Anh dự kiến phải trải qua cuộc phẫu thuật khác cho phần xương bị gãy trên mặt. Mặc dù có tiến triển tốt, nhưng nam ca sĩ sẽ cần 6 tháng đến 1 năm để phục hồi khả năng vận động. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn ô tô kể từ khi nam ca sĩ theo đuổi niềm đam mê đua xe và trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp. Năm 1998, một tai nạn khiến anh bị gãy ba xương ở bàn chân phải. Trong vụ tai nạn hôm 22 tháng 7 tại Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc, mặc dù chiếc xe đâm vào giải phân cách và bốc cháy, nhưng hai cha con Lâm Chí Dĩnh đã được cứu trợ kịp thời và con trai 6 tuổi của Lâm Chí Dĩnh chỉ bị thương nhẹ. Ở Việt Nam, Lâm Chí Dĩnh chủ yếu được biết đến với vai trò ca sĩ cùng biệt danh Cơn Lốc Nhỏ là một trong 4 tiểu thiên vương từ năm 2000 trở đi. Anh ít phát hành sản phẩm âm nhạc mới nhưng vẫn thường xuyên góp mặt trong nhiều hoạt động lớn. Nổi bật là Olympic Bắc Kinh 2008,